đọc sách và hòa mình với thiên nhiên còn gì bằng nữa, được đón nắng gió nè, rồi khi đó chúng ta cũng lắng lòng mình lại và có thêm nhiều cảm xúc hơn. Giống như là chàng ca sĩ mà chúng ta sắp ghé thăm nhà thì anh cũng vừa cho ra mắt album là Phép Màu. Vì vậy thì nhà vườn của anh ta sẽ như thế nào, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo nhé. Sương sớm rơi bên đồi, hoa thắm nồng vui đàn bướm trắng, rừng xanh đang hòa ca ô kìa nắng lung linh cười, cùng gắng công ta trồng cho những mầm xanh được lớn mạnh. Dễ thương quá Hùng ơi. Không ngờ được nhá, có 45 phút đi đường thôi mà từ cái ồn ào náo nhiệt của thành phố mình bây giờ đến ngay với cái không khí an bình của miền quê đầy thiên nhiên ha. Thì mới lúc mà dịp nghỉ ngơi á, thì em cũng thường về đây để thư giãn. Và nơi đây thì cây xanh rất là nhiều. Mời chị đi tham quan thêm. Chị Huyền biết không, em mua miếng đất này cũng được 7 năm rồi đó. Lâu dữ vậy hả? Dạ. Trước đây thì chắc cũng nhiều người nghĩ rằng là ở Củ Chi là chỉ có địa đạo thôi. Nhưng mà chị cũng không ngờ là đây lại có một cái không khí rất là thoáng mát và trong lành như vậy, đúng không ạ? Người ta cứ nghĩ rằng là vừa trẻ trung lại vừa nổi tiếng như Hùng là chắc là phải thích ồn ào, hóa ra lại nội tâm là cũng thích yên bình ghê đó ha. Nhưng mà một điều trên thực tế rằng là trồng vườn hay là chăm cây cũng phải có tay đấy nha Hùng. Hùng thú thực đi, là Hùng tự tay trồng cây hay là có chuyên gia giúp đỡ đây? Thực ra thì khi mà làm khu vườn này á, thì em cũng có xem sách và lướt trên trang web, các trang mạng nói về những cái khu vườn đẹp thì em cũng có sưu tầm thêm. Và bên cạnh đó thì cũng phải nhờ những người, có chuyên môn, đúng rồi. Đẹp quá. Nhưng mà trong những cái cây cối trong vườn tùm như thế này thì có cây nào là tự tay của Hùng trồng không đó? Chị có ngửi thấy mùi gì không? Có, thơm quá. Giới thiệu với chị, đây là cây Ngọc Lan, Ngọc Lan, đúng rồi. Trời ơi, này bông này, đẹp quá. Rất là thơm đúng không chị? Ừ. Cái này là em đã chúng là tự tay trồng từ lúc mà còn cao tới ngực thôi. Cái cây Ngọc Lan lúc đó mới ngực Hùng, tới ngực Hùng thôi ấy, hả? Dạ, bây giờ là qua 7 năm rồi thì nó đã như thế này đó chị. Và ở đây thì mỗi cái cây cối trong vườn này đều có một cái nguồn gốc. Nguồn gốc đây là những cái tình cảm mà khán giả đã dành cho em. Mỗi lần lên thì để lưu giữ lại những cái giây phút đó thì mọi người đều để lại dấu ấn bằng cách là gửi tặng một cái cây nào đó. Và sau này thì một thời gian khá dài gặp lại thì mọi người mới thấy rằng là qua bao nhiêu là thời gian nhưng mà cái tình cảm vẫn rất là gắn bó. Rồi nhìn thấy được những cái gì mà mình đã tự tay mình gieo trồng, nó đã trưởng thành như thế nào thì mọi người cảm thấy rất là vui. Cái tình cảm nó cũng lớn lên theo cây đó. Còn kia là cây sake, là một khán giả rất là thân thiết ở bên Canada đã tới thăm cái vườn của em và đã tự tay, chính tay họ đã trồng cái cây sake. Chị. Căn nhà dễ thương quá. Nếu như mà cùng nói là Hùng là người trang trí nội thất trong nhà thì chắc chắn là Hùng là người có khiếu thẩm mỹ đấy nhá. Riêng về cái đoạn phối màu là Huyền đang thấy phục rồi đấy. Vậy là chị Huyền đã coi như là có lời khen là em cũng mừng lắm rồi. Mà chị Huyền có biết là ngoài công việc ca hát thì em còn thêm một cái ngành nghề nữa? Rồi, chị Huyền nhớ rồi. Ngồi đây chị. Hùng còn có một cái công ty về bất động sản phải không? Dạ, thực ra thì trước đây căn nhà này chỉ có 3 gian thôi. Nhưng mà sau này thì em có làm thêm cái mái ngói và cơi thêm cái khu ngoài này để cho rộng hơn. Và chị thấy cái ý tưởng cũng rất là hay nha, khi mà bao quanh không phải là tường mà là với những cái cửa với nhiều màu sắc rất là khác nhau, và với cái tông màu pha phối thế này thì đúng là cũng cầu kỳ ha. Vì đây là một căn nhà mà em muốn có cảm giác mình được gần gũi với thiên nhiên, cho nên là rất là nhiều cửa sổ
để đón gió từ bên ngoài. Và không những chỉ ở ngoài vườn không đâu, mà trong nhà thì Huyền cũng thấy là Hùng đã đưa thiên nhiên vào nhà với những cái bình gốm rất là nhiều màu sắc và kiểu dáng này. Thì em nghĩ những đồ vật này là những cái gì đó rất là mộc mạc, rất là đơn giản, và nó cũng phù hợp với cái khả năng của mình, cũng không có phải là xa xỉ quá. Cho nên là em đã tận dụng để làm những bình bông, cũng như là để sắp đặt vào những vị trí của căn nhà cho có gì đó nó hòa hợp với nhau. Này Hùng, từ nãy đến giờ chị Huyền ngồi đây á, mà mắt chị Huyền vẫn cứ hướng sang một cái góc kia là có cái cây đàn, mà nhìn cái góc đấy đúng là thấy nhà của nghệ sĩ. Đây là một cái góc mà em thường ngồi đọc sách, cũng như là mình cũng có những cái cảm xúc về sáng tác á. Thì em thường ngồi đây. Lãng mạn quá ha. Một bình bông rất là lớn để bên cạnh thế này. Hôm nay chị phải đề nghị Hùng hát một bài gì, có bài gì em mới sáng tác không? Thực ra mỗi lần mà về đây á, thì em có cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên, với con người. Cho nên là phần lớn những ca khúc mang về cái thông điệp về con người, cũng như là chia sẻ về tình yêu thiên nhiên, yêu con người. Đúng rồi. Xin hãy yêu cây như yêu mảnh đất này, xin hãy yêu hoa như yêu cuộc tình ta, xin hãy yêu sông, yêu ruộng đồng bao la, xin hãy yêu nhau như tình bạn thâm sâu. Xin hãy yêu cha, yêu thương một mái nhà, xin hãy yêu anh như yêu thịt liền da, xin hãy yêu mẹ như tình biển bao la, xin hãy yêu em như chính cuộc đời ta. Xin hãy yêu thương cuộc sống này, còn bụi chia sẻ lúc đắng cay, xin hãy cho ta làm ánh lửa sưởi ấm đêm đông giữa lòng người. Nhưng mà Huyền đang có một cái thắc mắc rằng là khu vườn thì rõ ràng là rất là đẹp, ngập tràn ánh nắng với lại hoa lá cây cối, phòng khách thì cũng vậy, đầy thiên nhiên, nhưng mà phòng ngủ mà hướng về thiên nhiên thì khó lắm phải không chàng trai? Cái này là em phải có một sự bí mật, mời chị. Rồi, mời chị. Chàng trai này cũng điệu ghê lắm đó. Thực ra thì căn phòng này em cũng không có bài trí nhiều những vật dụng, bởi vì là một tháng hay là lâu lâu mình mới có dịp trở lại đây. Cho nên là cần những cái gì mà đơn giản nhất. Chị biết đây là cái gì không? Những đây cái là hình chụp của Hùng phải không? Nhưng mà hình như không được đẹp trai bằng bên ngoài thì phải. Đúng rồi, fan của em đã coi như là chụp những tấm hình mà đời thường nhất và xấu nhất rồi làm thành một cái khung hình như vậy. Nên là nhiều khi lên sân khấu thì mọi người thấy Hùng rất là nghiêm túc, nhưng mà ngoài đời thì mình cũng cho mình những giây phút thư giãn vui vẻ, và đôi khi là mình đùa giỡn chút. Mời chị. Đây là những chiếc đĩa em đã sưu tầm được. Đẹp quá. Mà chị nghe nói nhá, cái sở thích nữa vào bếp đúng không? Đúng rồi. Nhất là các món ăn thì là một cái sở thích lớn nhất của em. Vì là được tham gia hay là biểu diễn ở các nơi á, thì cái điều mà em cuốn hút nhất đối với em đó là đi tìm những món ăn đặc trưng của từng vùng miền. Mỗi lần về đây á, thì em muốn mọi người có một cảm giác càng gần gũi với thiên nhiên càng tốt. Ví dụ như là mình có thể ra ngoài sân để cùng nướng thịt và cùng ăn uống ở ngoài đó, để mình hít cái không khí trong lành, cũng như là hưởng cái khí trời. Tức là cái không gian nấu thì trong này, nhưng mà hưởng thụ thì lại phải là ở ngoài kia. Đúng rồi. Bây giờ mình ra ngoài nhé. Được. Như vậy là sau những cái phút mà chúng ta cùng sáng tạo ở trong bếp là hưởng thụ ở ngoài này đấy phải ông Hùng? Cái bể bơi rất là đẹp. Còn những cái bảng tường này nữa chứ. Những cái này là ý tưởng của ai vậy? Lúc đầu thì em thấy bức tường này thấy nó có trống quá. Và mình muốn trang trí thêm một cái gì đó để cho nó có cái sự tươi mát, cũng như là nhìn cho nó đẹp. Thì em đã làm những bức tranh bằng những viên sỏi, cũng như là mình vẽ lên đó để có một cái gì đó, ví dụ như là cây tre này, rồi con trâu này, thấy có cái gì đó rất là đồng quê, rất là thiên nhiên. Có một cái điều mà tất cả mọi người đều nhận thấy là Hùng là yêu thiên nhiên, yêu âm nhạc, yêu cuộc sống. Có phải tất cả những cái đó hòa quyện thì Hùng vừa rồi vừa cho ra đời và có một cái dự án âm nhạc mà mọi người đang rất là quan tâm phải không? Dạ, đó là
một DVD có tựa đề Phép Màu. Thì đây là một cái dự án mà em đã dành rất là nhiều tâm trí cho cái dự án này. Mục đích khi mà thực hiện DVD Phép Màu này là em muốn kêu gọi tất cả mọi người ở mọi ngành nghề cùng chung tay góp sức để làm những công việc từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Và mong muốn của em là sẽ được làm nhiều hơn nữa các chương trình từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Một ngôi nhà bình yên trong một không gian xanh tự nhiên, có cây cối, hoa lá, hồ bơi và một căn nhà với những màu sắc bạc phối, tạo cái cảm hứng trong cuộc sống và cảm hứng sáng tác. Liệu mọi người có thể nhận định rằng là Hùng sẽ là một người đàn ông biết hưởng thụ không đây? Cũng tùy người thôi chị ơi. Chỉ có những người mà thích nhà quê như em thì mới có thể sống được. Chứ còn cũng rất là nhiều người thích cuộc sống ồn ào náo nhiệt. Thì như vậy thì họ sẽ cảm thấy rất là nhàm chán. Không, nhưng mà muốn có được cái nhà quê như của Hùng không phải là đơn giản đâu nhá. Và qua đây thì Huyền thấy rằng là ai cũng vậy. Có một cái nhu cầu, đó chính là được sống với chính bản thân mình, được chỉ là chính mình, đúng không? Và chính muốn được như vậy thì mình phải là người hiểu mình trước, mình muốn gì, mình tạo cho mình một cái không gian phù hợp với chính mình, thì qua đó chúng ta sẽ có được một cuộc sống mà chúng ta muốn, phải không quý vị?